Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy giá rẻ. Thì hôm nay lại một lô mô tô mới về, thì mình sẽ cập nhật cái phân khúc 150 cho anh em, đầy đủ tất cả phiên bản R15 này, CBR với một số dòng xe mới về. Địa chỉ vẫn là 64 Nguyễn Tri Phương, khu phố Bình Minh 2, Dị An, thành phố Dị An, Bình Dương. Thì đồng hành giới thiệu mình hôm nay thì con Phong sẽ hỗ trợ giới thiệu mình. Phong ạ. Xin chào anh em nhé. Đây, con đầu tiên rồi. Con này thì nó là biển 93 Bình Phước. Chiếc này thì đang rửa, để cho anh em 25 triệu. À đó, 25 triệu. Đúng. Tiền nào của đó anh em. Con này nhìn nó đây, bình thường. Rồi, bản R này anh em. Bản R này biển 70 Tây Ninh. Tháo bù. Tôi đang tháo bù. Làm đi bao nhiêu ngàn? 28 ngàn. Con này để cho anh em 28 triệu. À, gì bán rồi này, 28 triệu à? Thế thôi. Đấy, con này đang bọc keo, mai lột keo trong. Rồi, lâu lắm rồi mới có cái dòng mà Tư Win 250 này. Dòng này nó lợi là cái gì? 22 ống bô à? Hàng này mới về. Con này đi có 2000 cây. Biển Sài Gòn mới tinh. Này để cho anh em 52 triệu. 52 triệu. Hàng này biển bây giờ xe mới gần như không có hàng luôn đấy. Mà xe cũ thì lâu lâu mới có nè. Nên anh em nào mà thích cái mẫu này, nghi bô rồi mua con này. 52. Còn đây MSX thì đang lột keo, đang lột tem chùm. Đây biển 93 Bình Phước 2018. Để cho anh em 25 triệu. 25 triệu. Ok, vào bên trong nha anh em. Hôm nay về được có mấy cái, không về nhiều. Đấy. FZ 150. FZ. Để cho anh em 20 triệu. À cái gì? FZ này 20 triệu. Đúng, biển 60 Đồng Nai. Con này rút sơ được không anh? Rút được. Bao 20 là bao luôn à? Bao rút rồi. Bao rút. À, okay. Rồi. Gửi kết bản R nữa này anh em. Gửi R này thì nó là xe 2020 biển 69 Cà Mau, để cho anh em 30 triệu. Con này chạy 12.000 cây. Giờ mình với Việt sẽ giới thiệu về những cái dòng phân khúc 150 để anh em tham khảo ha. R15. Con đầu từ R15 ha. Con đầu tiên này đi. Con này biển 81 Gia Lai, đi 10.000 cây. Xe 2022. Hết sáng mất. Con này có lên chống đổ bô AK, kính chắn gió. Đấy, và sẽ để cho nhau một cái giá 43 triệu. 43 triệu nha anh em. Đúng rồi. Đó. Rồi, đây. Rồi. Này biển số 71 của Bến Tre, đi khoảng 40.000 cây, 2019, và sẽ để cho nhau là 36 triệu. 36. Rồi. Còn màu đen thì biển số 68 Kiên Giang. Con này thì nó chạy được 39.000 cây, 37 triệu, xe 2019. Rồi. Ok, màu xanh đen luôn này. Con này thì biển số... Rồi. Ok, ok. Rồi, ok. Con này biển 37 Nghệ An, xe 2020, mà chạy có 10.000 cây, sẽ để cho anh em là 40 triệu. 40. Rồi, rồi tiếp tục con bên này thì màu xanh đen luôn nè mọi người. Xanh đen này là biển 83, xe 2019, chạy 30.000, 39 triệu. Con này lên chống đổ với độ thêm cái gương này, hình như là cả bô nữa phải. Đúng rồi, bô AK bô. Rồi, tiếp tục con này. Con này tem sơn, con này đẹp lắm nha mọi người. Con này đi có 1.600 cây thôi. Biển Long An, và sẽ để cho anh em là 50 triệu 50. Tiếp tục còn màu xanh đen nữa này. Tiếp theo đây thì nó là biển số 47 Đắk Lắk. Con này thì chạy có 5.000 cây thôi, sẽ để cho anh em là 43 triệu. 43. Rồi. Con này, con này rẻ nhất. Biển 95 Hậu Giang, chạy được hơn 40.000. 46.000. Con này để cho anh em là 35 triệu. 35. Rồi, rồi, tem trông. Con này nó là màu đen anh em nhé, màu đen.
màu đen biển 84 của Trà Vinh. Con này 29, 39 triệu. 3 chấn. Chạy được 38.000. Ok, rồi. Con xanh đen này là biển số 81 Gia Lai. 27.000 cây, 38 triệu, 29. Còn con này? Đen nhám. Đen nhám này thì nó là biển Cà Mau 2020. Con này 38 triệu. Đi 30.000. Rồi, còn tiếp theo nữa là biển số 65 Cần Thơ. Con này chạy 6.000 cây, 43 triệu. 43. Rồi, còn con cuối cùng của xe cũ. Con này biển 92. Con này chạy có 1.400 cây, 49 triệu. 49. 1.400 cây, xe 2022. Đó. Thì cái dòng R15 mà xe cũ này thì mua góp trả trước tầm khoảng 10 triệu. 10. Là anh em góp okay. 10 là có thể là lựa chọn nhiều con nha mọi người. Yeah. Rồi. Mới này anh em. Mới này thì anh em trả khoảng cứ 15 triệu là có thể góp. Trả 15 triệu. 20 triệu là anh em có thể giữ được cả góc đúng không? Ừ. Có màu xanh bạc và xanh đen thì nó đang có cái mức giá là 58 triệu bao VAT. À, 58 triệu bao VAT. Đúng. Đó. Rồi. Ở đây ADV. Có ADV 150. Chiếc này thì sẽ để cho anh em là 75 triệu. 15 đã triệu. Có sẵn hồ sơ. Xe 2020. À, mấy cái con này luôn. Con này thì GPX Demon 200 thì chiếc này sẽ để cho nhà một mức giá 42 triệu. 42. Xe đi có 5.000 cây như mới. KTM RC 200. RC 200 thì sẽ để cho nhà là 50 triệu. Con này đã làm máy rồi. Đã làm máy rồi. 390. Đúng rồi. Còn con 200 này thì giá có 35 thôi, biển Đồng Nai 215. Thế còn ở kia thì có Vulcan hôm qua mới lột keo ra, mới tinh. Con này lột ra mới, siêu mới luôn. Đúng. Con này 139 triệu. Tính ra rẻ hơn so với được trước nhiều ta. Trước tầm sao mới à? Đúng. Giờ xe giờ nó rẻ. Ok. Anh em mình lên trên mình nha. Mình lên lầu. Lầu thì có dòng GTX nữa nha anh em. XS với R bản CBR nữa ha. Mình quay bản S trước ha. Ok. Bản S này thì có 3 chiếc. Con đầu tiên này đã có sẵn hồ sơ về đăng ký luôn. Con này biển số Tây Ninh cũ và nó đi được 42.000 cây. Sẽ để cho anh em là 26 triệu. 26 triệu. Rồi. Còn bên đây? Còn bên đây biển số 68 Kiên Giang đang rút hồ sơ. Xe 2021 đi 11.000 cây. Con này thì sẽ để cho anh em là 28 triệu. 28 triệu. Còn anh em muốn mua xe mới thì đây. Con này thì sẽ để cho anh em là 37 triệu. 37 triệu. Xe mới là bao VAT, xe cũ bao rút hồ sơ. Ok. Bên này có MT15. MT15 thì có 3 chiếc. Con đầu tiên này là biển số Tiền Giang đang rút hồ sơ chạy có 6.000 thôi. Xe 2019. Sẽ để cho anh em là 48 triệu. 48. Còn bên này. Còn kế bên này thì đã có sẵn hồ sơ. Anh em về đăng ký đi 27.000 cây. Giá 47 triệu. Rồi. Con kia thì nó là biển số 67 An Giang, 46 triệu. 46. Con này chạy 32.000 okay. cây. Rồi. Cứ tích bản R luôn đi. Bản R thì còn khá nhiều. Con đầu tiên này nó là thắng ABS. ABS biển Cà Mau 2020. Ừ. Con này chạy 14.000 cây. Hết bình. Con này sẽ để cho anh em là 35 triệu. Xe rất 35. Kém. Con bên trong cũng là ABS. Con này đi 14.000 cây, biển số 60 Đồng Nai, giá 34 triệu. Đèn nhám, đèn bóng có đủ. Rồi. Màu đỏ này là biển 67 An Giang. Con này chạy 11.000. Anh em nào đổi bô cho khách mà nghe nó còn xì. Rồi, tiếp tục con bên này. Con này thì biển số 63 Tiền Giang. Con này nó ốp thêm cái bình xăng thôi. Con này giá 28 triệu. Đi 20.000 cây. Rồi. Thôi, con bên này.
Còn bên đây thì độ cái bánh mâm lại biển 63 Tiền Giang luôn. 6 coi. Giá cũng là 28 triệu. 28. Màu xanh, màu xanh. Màu xanh này nó là biển số 77 Bình Định. Con này thì nó chạy khoảng trên 30.000 cây. Và giá của nó là 28 triệu. 28. Còn bên này, còn bên trong biển 69 Cà Mau. Con này thì chạy hơn 20.000, 29 triệu. 29. Rồi màu xanh trắng kìa. Xanh trắng này cũng là ABS. ABS biển số 68 của Kiên Giang. Con này chạy 30.000 cây và sẽ để cho anh em là 34 triệu. 34. CBR. Con kia bán à? Con này bán, anh em trả tiền nên gửi lại đây. Ôi, sang tên xong mới lấy xe. Thế là CBR mẫu mới hết được không? Hôm qua vừa có quay con, hôm nay bán nốt. CBR dạo này nó hot thật đấy. Có hàng mọi người. Hôm nay biển Đồng Nai xe 2019 đi được 42.000 cây thì sẽ để cho nhau một cái giá là 34 triệu. 34 triệu. Có màu đen. Con bên này thì nó là biển 68 của Kiên Giang. Chiếc này nó chạy được 10.000 và sẽ để cho nhau là con này để cho nhau 36 triệu. 36. Rồi, bên này thì có CBR Repsol này anh em. Repsol một cặp. Biển 62 Long An 38 triệu. Con đấy thì đi 13.000. Áo còn đang bọc keo. Okay, con đây đi 9.000 giá 39 triệu. 39. Còn bên này, đây biển số Sài Gòn. Con này giá 30 triệu. Con này thì nó hơi xấu ở cái dàn mặt trước này. Hết bình. Rồi, CBR Thái thì sẽ để cho anh em là 6. Ở biển 60 Đồng Nai sẽ để cho anh em là 23 triệu. Con này nó chạy đến 133.000 cây. Máy rất êm. Hết sàng vẫn luôn. Máy nó vẫn êm lắm. Hả? Hết sàng. Hết sàng không? Máy êm mà hết sàng. Đó, anh em nào mua dòng nào thì chịu khó mình nhắn tin qua Zalo á, chi tiết để mà xem chi tiết á. Ở đây thì mình điểm danh thôi. Mọi người xem thì nhớ like cho xỉa. Xin chào anh em ha. Ok.